Đầu tiên mình sẽ sử dụng băng keo dính để dính giấy lại cho thật chắc ha. Các bạn lưu ý khi dính băng keo mình nên dính một độ dày vừa phải thôi và không quá dày. Hai ô đầu tiên mình sẽ sử dụng kỹ thuật ướt trên khô và hai ô tiếp theo mình sẽ sử dụng kỹ thuật ướt trên ướt. Bắt đầu nha mọi người. Trước nhất mình sẽ tìm hiểu về cách lấy màu. Đầu tiên mình sẽ thấm cho cỏ nó ướt một xíu, xong sau đó lấy màu từ thợ màu thật là nhẹ nhàng thôi nha, đừng có múc màu ra, và xoay tròn đều màu trên palette để có thể xác định được cái lượng màu và lượng nước trong cái khung màu đó. Khi pha màu xong thì mình bắt đầu đặt cỏ lên giấy với điều kiện bề mặt giấy khô không bị ẩm ướt ha. Mình sẽ đặt cỏ làm sao cho diện tích cỏ tiếp xúc nhiều nhất với diện tích của bề mặt giấy nha mọi người, và sau đó kéo cỏ thật là đều tay. Lưu ý là mình kéo theo một chiều hướng thôi. Ví dụ mình kéo xuống thì mình sẽ kéo xuống hết, hay là mình kéo ngang mình sẽ kéo ngang hết. Thay vì mình đẩy cọ qua lại thì sẽ khiến cái bề mặt giấy nó bị bong tróc. Sau khi xong ô thứ nhất thì mình sẽ bước sang ô thứ hai nha mọi người. Với ô thứ hai này mình sẽ dùng kỹ thuật ướt trên khô nhưng kết hợp thêm cả chuyện màu nữa ha. Trước tiên mình sẽ rửa cỏ thật sạch, sau đó sẽ pha những màu cần thiết. Tiếp theo vẫn đặt màu theo thứ tự mình thích và kéo từ trên xuống lần lượt cho đến hết ô. Tiếp đến là ô thứ ba. Với ô thứ ba này mình sẽ dùng kỹ thuật ướt trên ướt. Thay vì kỹ thuật của ô thứ nhất và ô thứ hai mình sẽ vẽ trên một bề mặt khô thì với ô thứ ba và thứ tư này mình sẽ vẽ trên một bề mặt ướt. Tiếp theo mình sẽ sử dụng kỹ thuật ướt trên ướt kết hợp với loang màu ở ô thứ tư. Với kỹ thuật này trước tiên các bạn cần pha màu trước. Sau đó mình sẽ phủ nhẹ một lớp nước trên bề mặt của mảng cần vẽ. Tiếp theo mình sẽ thả màu tự do. Mình sẽ ưu tiên lấy màu nhạt trước.
Thì với cái kỹ thuật này á, mấy bạn hạn chế pha màu, trộn màu vào với nhau. Nhiệm vụ của mọi người là thả màu thôi, còn nhiệm vụ của màu là nó sẽ tự loan vào với nhau ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người gỡ băng keo sao cho hạn chế rách giấy nhất có thể ha. Mọi người sẽ kéo băng keo xéo và kéo ra ngoài tờ giấy nhằm đảm bảo những phần phía trong sẽ không bị rách. Ok, vậy là 4 ô với 4 kỹ thuật cơ bản đã hoàn tất rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo ha.